Rồi, xin chào các bác. Đây, em có cái LG V40 vừa lấy ở chỗ Đạt về đây, vừa phi từ Hà Nội về. Bây giờ là tầm 11 giờ đêm rồi, nhưng mà mở hộp cho các bác xem là V40 nó có gì nhé. Rồi, đây, V40 này nha. Bỏ cái túi bóng sang bên. Rồi, ok. Thì đây là hộp của nó. Các xem thông tin trên hộp này. Đó. Rồi. Hộp thì chắc cũng không có gì đặc biệt đâu. Hình như là bản ca nhé. Đằng sau này. Đằng sau thì toàn bằng tiếng Hàn thôi. Chả đọc được đâu. Mình không biết tiếng Hàn rồi. Rồi, ok. Mở hộp ra đi. Rồi. Ok, bên trên có cái miếng giả lau này, giả lau màn hình này. Ok, ngon. Rồi, đây là con V40 của mình. Rồi, tạm thời để nó một bên nào, xem là phụ kiện có gì nhé. Rồi, đây chắc chắn là sách hướng dẫn sử dụng rồi. Bóc ra xem có gì nhé. Rồi, con mới sách hướng dẫn sử dụng. À, đây có cái que chọc sim hình tròn nhé, nhìn cũng khá cute đấy. Rồi, kệ nó đi. Cái này không quan tâm mấy nhiều mấy đâu. Sang bên. Rồi, tiếp theo trong hộp này mình sẽ có cái củi sạc này. Củi sạc này xem nào. Củi sạc này này led đâu. Rồi, củi sạc này vẫn là củi sạc nhanh 2.0 thôi nhé, không phải là 3.0, 2.0 thôi nhé. Rồi, sang bên. Rồi, tiếp theo là mình sẽ có cái cáp sạc. Thì cái cáp này mình gờ vào dây nó cũng thuộc dạng là cáp nó không được mềm cho lắm, khá cứng đấy, tròn nhé. Cái này thì cũng không cần thiết. Rồi, trong sẽ có cái USB OTG này. Rồi, cái này khá hữu ích đấy. Sang bên nào. Rồi tiếp này, có cái giắc chuyển này, giữa tay B sang tay C này. Cái này cũng tiện lắm, mỗi người nên có cái này phòng trường hợp không có cái để mà sạc. Rồi để cái tai nghe này. Đây là cái tai nghe này, xem nó là lại tai nghe gì. Đây, tai nghe của V40 này, theo máy đấy. Cái tay này để mở bóc hẳn lại, bóc hẳn lại cho các bác xem. Rồi, thì cái tay này mình nhớ không nhầm nó là cái tay từ thời V10 rồi. Nó tên của nó hình như là tay quad bit nhá. Thấy có một cặp tip này, cặp tip nhỏ cho các bác nào tay nhỏ. Ok, giác chữ L này, dây dù chống rối này. Chúng là cái tai nghe của V40 nó là dạng bình thường thôi, không phải là loại cao cấp nhé, không phải của B&O nhé, tai của LG thôi, quad bit của LG thôi. Rồi, ok. Rồi, đây con máy của mình đi. Này, đây là con máy mình, hôm qua mình đã bật nguồn lên rồi, lúc lấy cửa hàng đã bật nguồn lên rồi. Rồi, trước tiên V40 thì mình sẽ quan tâm đến cái tai thỏ của nó. Tại vì mình là người không thích tai thỏ. Đây, tai thỏ của nó đây. Ở cái điều kiện màn hình chờ như này, màn hình khóa như này, mình vẫn có thể nhìn được cái tai thỏ khi mà nghiêng nghiêng đi. Đó, tai thỏ đấy. Có hai cái cam này và cái loa thoại nằm lệch ở đây. Cho nên khi các bác nghe điện thoại là phải để lệch lệch máy một tí. Đó, nó loa thoại nằm ở đây cơ. Rồi, tay cạnh trái này. Cạnh trái sẽ có nút tăng giảm âm lượng này. Và đây có nút mà tác vụ nhanh như kiểu của Bixby của Samsung ấy. Cái nút này cũng nếu mà gắn được những chức năng khác thì khá là hữu dụng đấy. Rồi, cạnh phải. Cạnh phải thì có nút nguồn này. Đây là khay sim này. Khay sim thì khá dài nhé. Dài, nó là thực dạng khay sim làm ngang ấy. Như là một bên là thẻ, một bên là khay sim. Nó không phải là dạng dọc như của V30.
Thế nên nó khá dài. Rồi. Đây là mặt mặt lưng này. Cái mặt mà có nghĩa là rất nhiều các bác quan tâm. Thì đây, nó là dạng như em rờ đây, nó là dạng hơi 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 nhem nhám nhé. Nó vẫn là kính, nó vẫn là kính. Có là khá là bóng nhưng mà nó hơi nhem nhám. Đấy, nó hơi nhem nhám. Hơi nhem nhám nhé. Còn cái nút, và rất là nhiều kênh review khác bảo là nó không bám vân tay, nhưng thực ra thì nếu mà tay mình có chút mồ hôi ấy, hoặc là nói chung nó ẩm ẩm ướt một tí, thì có thể là khi mà rờ vào và nhìn nghiêng ấy, nó vẫn có cảm giác là nó hơi hơi để lại dấu vân tay một một xíu, chứ không phải là hoàn toàn không bám vân tay. Rồi, ok. Còn đây là cái nút cảm biến vân tay này. Cái nút này chờ chỉ có tác dụng là cảm biến vân tay thôi nhé, không không phải là nút nguồn nữa. Ấn vào không nảy gì nữa đâu. Rồi, còn đây là cái cụm camera của mình. Camera thì nó vẫn là cái cụm camera vẫn lồi nhé các bác, nó vẫn lồi như kiểu của B30 ấy này, nhìn này đó. Đó, nên nét lại cho nào. Đó, các bác thấy không, nó vẫn hơi lồi lồi này. Đó, nó lồi như kiểu của V30 ấy, nhưng bây giờ nó có thêm một cam nữa thôi, 3 cam. Và nếu mình nhìn nghiêng, mình sơ sơ qua ấy, thì không không thấy cái UV ở trên kính cam này, có thể là nó UV nó ở dưới dưới hẳn cam luôn, trong cái thấu kính của cam luôn. Rồi, đèn flash ở đây, nằm một mình ở đây. Rồi, rồi, ok, đây là bản hàn nhé. Thì cái cảm giác cầm nắm của nó cũng, mình cầm con V30 thì con này, cái con V40 này dài hơn một tí tẹo thôi, và cái cảm giác cầm nắm của nó cũng khá là thoải mái, nhưng mà cũng đỡ trơn hơn ở V30 thôi, vì cái mặt lưng nó hơi hơi sần sần, hơi nhám, mà cầm thì nó có vẻ là đỡ trơn hơn V30, cầm thích hơn, nhưng mà cũng 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 khá trơn đấy, cũng không phải là không trơn đâu. Cầm các bác cũng cầm cẩn thận. Như em cầm đây thì cảm giác là nó sẽ thoải mái hơn V30 nhiều, đỡ trơn hơn. Nhưng còn V30 thì cầm tí là sợ rơi lắm, thường thường phải dùng ốp. Còn đây, vào màn hình cho các bác xem. Đây, cái tay thỏ mình này. Đó. Và cái ứng dụng này có tay thỏ này. Đó. Và xét vào này này, các bác sẽ nhìn được cái tay thỏ của nó. Đó. Được cái tay thỏ này nó cũng khá nhỏ. Các bác nào mà không quan tâm tay thỏ thì con V40 này là khá ngon đấy. Như em thì em không thích tay thỏ, cho nên là em máy em chỉ mượn thôi. Đó. Xem nó đang chạy hiệu lệnh gì nhé. Đang chạy 8.1.0. Mã sản phẩm đây. V409N 10D. Đó, ok. Rồi, cảm giác thì tại vì chưa có cái gì cả, em chưa sẽ chưa, chưa chưa có cái lắp sim rồi chưa kết nối gì cả, thế nên là máy đang còn rất là nhẹ mượt. Thì cái máy này em sẽ sử dụng trong 2 ngày để mà tí nữa sẽ lắp sim rồi cài các ứng dụng em hay dùng, xem rồi test các thứ, xem test pin các thứ, xem nó ok không. Ok, đây là cái bài trên tay nhanh thôi. Rồi, nhưng mà nhanh cũng 8 phút bố thôi. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Thì bây giờ cũng muộn rồi. Ok.